Giá rẻ mà âm quá hay quý vị. Victor AXZ911 có giải mã digital. Trên đầu CD này xuống nha. Con này cực kỳ nặng quý vị. Nặng chắc khoảng em nghĩ chắc trên 20 quá. Đây quý vị ha, cổng digital của nó đây ha. Em đang xài cái cổng Kozan giải mã digital ha. Quý vị có thể game từ TV xuống bằng cổng này nha quý vị. Từ TV thông minh xuống. Mấy con ốc đồng này nè, còn vàng éo hết ha. Con này cực kỳ mới. Đang sử dụng cái ngõ giải mã digital này ha. Digital từ đầu CD xuống. Rất đẹp nha vậy, những cái giắc tín hiệu này còn vàng éo và rất là đẹp luôn. Rất nhiều đường vào. Victor AXZ911 Made in Japan, công suất 200W, điện 100W. Con này thì quý vị có thể ghép vang hát karaoke quý vị, nó rất khỏe quý vị. Rồi bây giờ chuyển qua analog ha. Bấm nút này chuyển analog, bấm đây chuyển điện digital nha, nó nhảy lên 4 hẹt nè, bấm bên đây là nhảy analog. Lúc này tăng bass nha vậy, lúc này ba lăng. Xúc dây bây giờ em sẽ hạ đem cái đầu đĩa xuống, em chỉ test cái chức năng digital cho quý vị biết là chức năng giải mã nó còn hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em sẽ tháo ruột gan nội thất cho quý vị xem. Rồi bây giờ em đã tháo ruột cho quý vị xem rồi ha. Ruột nó gồm hai nắp nha quý vị, một cái nắp sắt và một cái nắp này ở trên là để dằn lực. Cái này nó nặng mấy ký, cái nắp này không mà nặng mấy ký. Cái miếng thép này nó dày khoảng 2mm quý vị. Nó dằn lên để chúng ta chồng những cái thiết bị khác lên, nó không bị thủng. Một con âm ly có giải mã. Quý vị nhìn rất là đơn giản mà nhìn tựa như những con âm ly high-end cao cấp, rất là đắt tiền ha. Mặc dù giá của nó rất rẻ quý vị, mà cái thiết kế nó rất là độc đáo, mặt phay nhôm ha. Và cái miếng thép ở trên nhìn nó rất là gấu. Vì phần sexy nó rất là đẹp quý vị. Con này thì nó đánh 8 con SK nha. 8 con SK. Công suất rất khỏe, rất là lực quý vị. Hai cái tụ của nó là
cực kỳ khủng quý vị, bằng cùm tay ha, bằng cổ tay. Tầng phô rất to luôn, đây rất nặng, bởi vì nó rất nặng. Gói cái đầu đĩa này. Cái tụ 18.000 VF quý vị. Ghê nha, 18.000 VF. Rất to. Con này mà thảy lên thảy cái van hát karaoke cực kỳ tuyệt vời ha. Rồi thì giá của con AX Z911 Digital Bassist Tintra Amplifier. Giá của con AX911 3.7 triệu bao ship toàn quốc nha mình, 3.7 triệu bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Con này nặng, rất là nặng nha, nhìn nó rất là hầm hố, rất là gấu. 3.7 triệu bao ship toàn quốc, tình trạng nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo hết tất cả chức năng, các cổng optical hoạt động hoàn hảo hết nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn.